Châu Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do bà biên tập tuổi trẻ hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, công ty dầu khí BP của Anh Quốc đạt đến một thỏa thuận rồng thảm họa tràn dầu ở vùng Vịnh. 11 người đã thiệt mạng và gần 5 triệu thùng dầu đã tràn ra biển khi giếng dầu ở Vịnh Mexico bị phát nổ cách đây 2 năm. Này chỉ 3 ngày trước khi vụ kiện được đưa ra trước tòa, công ty dầu khí khổng lồ BP sở hữu 2/3 giếng dầu Macondo đã đạt được một thỏa thuận 7.8 tỷ Mỹ Kim với các nguyên đơn, bao gồm cả các ngư dân và các công nhân dọn sạch. BP cho biết thỏa thuận này không phải là một sự thừa nhận trách nhiệm. Công ty dầu khí Anh Quốc vẫn còn phải đối mặt với những khoản đòi bồi thường của chính phủ Hoa Kỳ, các tiểu bang trong vùng Vịnh và các đối tác khai thác giếng dầu. Trong trung tâm đánh cá Venice ở tiểu bang Louisiana, một trong nhiều thị trấn ven biển bị ảnh hưởng bởi vụ tràn dầu, nhiều người dân nói rằng vụ kiện cũng không tạo được sự khác biệt gì đối với người dân tại đây. Một số người dân cho biết các ảnh hưởng của vụ tràn dầu vẫn còn được nhìn thấy. BP là một trong số các công ty bị cáo buộc trong vụ kiện này. Các công ty khác bao gồm công ty Transocean của Thụy Sĩ và công ty Halliburton của Hoa Kỳ. Các công ty này cũng đang kiện lẫn nhau. Đề nghị thỏa thuận bồi thường sẽ phải được nộp cho tòa án phê duyệt. Những người dân Hy Lạp với thu nhập bị cắt giảm đã xếp hàng để mua khoai tây giảm giá tại trường đại học Thessaloniki. Các giáo sư và các sinh viên tại đây đã quyết định cắt bỏ khu trung gian bằng cách kết nối những người nông dân với những người tiêu dùng nghèo khó. Giáo sư trường đại học Thessaloniki, ông Christos Kamidinis, nói trong giai đoạn quan trọng này, khi mà mọi người đều gặp khó khăn, các giáo viên và sinh viên của trường muốn làm tất cả những gì có thể để người dân mua được các sản phẩm thực phẩm cơ bản với mức giá thấp. Khoai tây có giá khoảng 5 euro cho mỗi bao 20 kg, tức là khoảng 1/3 giá tại siêu thị. Người dân Hy Lạp cho rằng sáng kiến này là một ý tưởng rất tốt bởi vì rất nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ của quốc gia và các biện pháp thắt lưng buộc bụng không được ủng hộ trên khắp đất nước. Các sản phẩm đến trực tiếp từ các nhà sản xuất tới cho người tiêu dùng mà không qua trung gian nhằm bảo đảm mức giá rất thấp cho người tiêu dùng và một mức giá bán tốt cho các nhà sản xuất để họ có được một khoản thu nhập. Khoảng 50 tấn khoai tây đã được bán chỉ trong vòng 4 giờ. Ý tưởng kết nối các nhà sản xuất thực phẩm và người tiêu dùng đã được bắt đầu vào tuần trước bởi một nhóm các nhà hoạt động tại địa phương. Một số cộng đồng khác đang có kế hoạch để thực hiện chương trình tương tự và bao gồm cả các thực phẩm cần thiết khác. Doanh số bán xe tại Hy Lạp đã giảm hơn 50% trong tháng trước. Ngành công nghiệp này đang bị thiệt hại nặng nề bởi cuộc suy thoái. Nhiều đại lý xe hơi đã đóng cửa, trong khi người dân Hy Lạp tìm cách bán chiếc xe cũ của họ mà không thay thế bằng một chiếc xe mới. Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhập khẩu xe cơ giới của Hy Lạp, ông John Condelis cho biết, tháng 2 là tháng tồi tệ nhất trong ngành công nghiệp xe hơi địa phương, với doanh số bán hàng giảm hơn 80% so với mức trung bình trong thập niên qua. Ông Condelis cho biết thêm rằng những chiếc xe bán được là loại xe nhỏ, giá rẻ, cho nên lợi nhuận thậm chí còn tệ hại hơn. Theo Hiệp hội Nhập khẩu xe cơ giới của Hy Lạp cho biết, hơn 600 đại lý đã đóng cửa trong 2 năm qua, làm 7.000 người mất việc làm. Trước khi cuộc suy thoái tấn công Hy Lạp trong năm 2009, cơ quan SEAA ước tính khoảng 300.000 chiếc xe được bán mỗi năm. Con số này đã giảm gần 1/3 trong năm 2011. Ông Condelis nói rằng, sự không chắc chắn về nền kinh tế, giá nhiên liệu tăng cao và các loại thuế tăng cao hơn đang gây lo lắng cho những người dân Hy Lạp. Họ không còn dám mua bất cứ hàng hóa gì. Đặc biệt là trong 2 tháng qua, doanh số bán hàng đã giảm xuống gần bằng zero. Ngay cả các đại lý xe hơi cũ cũng đã bị ảnh hưởng. Một người chủ sở hữu đại lý xe, ông Vagelis Arvanitakis, cho biết ông đã chấp nhận bán những chiếc xe của mình với giá lỗ để không bị buộc phải đóng cửa. Ông cho biết lợi nhuận ngày này rất thấp. Có những chiếc xe ông mua với giá 10.000 euro và ông đã phải bán lại với giá 5.000 euro vì đó là giá thị trường ngày nay vì không còn ai muốn mua xe. Tuy bán lỗ nhưng ông vẫn phải bán để có tiền thanh toán các khoản chi phí của đại lý. Ông cho biết thêm 8 trong 10 người khách bước vào đại lý của ông là để bán xe chứ không phải để mua xe. Kể từ khi thị trường địa phương bị cạn kiệt, ông Arvanitakis bán những chiếc xe giảm giá của mình, bao gồm cả những chiếc xe sang trọng, xe Jeep và thậm chí cả một chiếc Ferrari,
cho những người châu Âu giàu có đi sang Hy Lạp để tận dụng lợi thế của mức giá rẻ. Tại đại lý bán xe DC cũng có một câu chuyện tương tự, doanh số bán hàng đã giảm hơn 75%. Những chiếc xe sang trọng trong tình trạng tốt với mức giá dưới 5.000 euro đã nằm ở trong tiệm trong nhiều tháng qua mà không có người mua. Người chủ sở hữu là ông Dimitros Tonturis cho biết 2 năm trước họ bán khoảng từ 200 đến 300 chiếc xe mỗi năm, nhưng nay mỗi năm ông bán chưa đến 40 chiếc xe nhỏ. Còn những chiếc xe lớn thì ông hoàn toàn không bán được chiếc nào vì người ta không có tiền để mua. Ông Tonturis, 72 tuổi, nói thêm rằng trong 50 năm trong nghề kinh doanh xe hơi, ông chưa bao giờ nhìn thấy tình hình xấu như vậy và ông không nhìn thấy bất kỳ một lý do gì để hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Khó mà mức thuế gia tăng, còn mức lương thì bị cắt giảm, có nghĩa là ông và các đồng nghiệp sẽ sớm bị phá sản. Trung Cộng cắt giảm mục tiêu tăng trưởng xuống còn 7.5%. Quyết định này đã được ước đoán rộng rãi nhằm để nới lỏng bớt áp lực cho Bắc Kinh trước một sự chuyển đổi lãnh đạo. Đọc diễn văn trước hàng ngàn đại biểu tại Đại hội Quốc hội Nhân dân Toàn quốc, Thủ tướng Trung Cộng ông Ung Gia Bảo đã cắt giảm mục tiêu tăng trưởng của Trung Cộng từ mục tiêu hàng năm từ lâu của quốc gia này là 8% xuống còn 7.5% và chuyển trọng tâm sang mục tiêu tái cân bằng nền kinh tế và kiềm chế lạm phát. Ông nói các mục tiêu chính cho sự phát triển kinh tế và xã hội năm nay bao gồm tăng trưởng 7.5% tổng sản lượng quốc gia, tạo hơn 9 triệu việc làm mới ở các khu vực nông thôn và thành thị, giữ tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị dưới 4.6%, giữ mức gia tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4%, gia tăng tổng số lượng xuất khẩu và nhập khẩu khoảng 10% và tiếp tục cải thiện cán cân thương mại của quốc tế. Ông Ung Gia Bảo nói mục tiêu chính là khuyến khích tiêu thụ ở trong nước nhiều hơn và chính phủ sẽ giải quyết vấn đề phân phối thu nhập không đồng đều đã làm cho hàng trăm triệu nông dân bình thường và những người lao động di cư không có khả năng chi tiêu. Đảng Cộng sản Trung Hoa cũng muốn thoát khỏi sự phụ thuộc hiện tại của nền kinh tế vào xuất khẩu và vào sự hậu thuẫn của nhà nước trong ngành công nghiệp và hạ tầng cơ sở. Ông Ung Gia Bảo cũng nói Trung Cộng sẽ tiếp tục tham gia vào trong cộng đồng toàn cầu. Ông nói chính phủ sẽ phấn đấu để duy trì tăng trưởng ổn định mối quan hệ kinh tế và thương mại với các nước đã phát triển và hợp tác sâu sắc hơn trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi với các nước đang phát triển. Bắc Kinh cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển các khu vực tự do thương mại và sự hội nhập kinh tế khu vực. Chính phủ cũng sẽ tích cực tham gia trong việc xây dựng các cơ chế điều hành nền kinh tế toàn cầu như nhóm G20, tăng cường phối hợp với các nền kinh tế lớn về chính sách kinh tế vĩ mô, chống lại chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức và tiếp tục đóng một vai trò trong các vòng đàm phán Doha về thương mại và cải cách hệ thống tài chính quốc tế. Thủ tướng và Chủ tịch Trung Cộng, ông Hồ Cẩm Đào, đã gần chấm dứt một thập niên nắm quyền, đã đưa Trung Cộng vượt qua một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu với khá ít thiệt hại và phát triển thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Nhưng khi họ bàn giao quyền lực vào cuối mùa thu, Trung Cộng có thể sẽ có một năm tăng trưởng chậm nhất kể từ khi cả hai người đàn ông này nhậm chức. Đảng Cộng sản sẽ đưa ra một đoàn các nhà lãnh đạo mới vào cuối năm 2012 và ông Ung Gia Bảo cùng với ông Hồ Cẩm Đào sẽ từ chức tại phiên họp quốc hội vào đầu năm tới. Kính thưa quý vị, cộng đồng nghệ sĩ Miến Điện mong chờ những cải cách của chính phủ. Trong hai thập niên qua, những người nghệ sĩ như ông Nayan Chansu đã bị đẩy ra bên lề của thị trường nghệ thuật quốc tế. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và châu Âu đối với những vi phạm nhân quyền làm cho rất ít du khách đến thăm viếng Miến Điện và quốc gia này hầu như không có hệ thống tín dụng, mọi giao dịch đều là tiền mặt. Những bức tranh đắt tiền hiếm khi được bán và đối với ông Nayan, nó là một vấn đề sống còn. Ông cho biết vì phải kiếm tiền chu cấp cho gia đình nên nếu có khách hàng, đôi khi ông phải bán với mức giá giảm 50%. Phòng tranh của ông Nayan là nơi trưng bày những tác phẩm của một số các nghệ sĩ đương đại hàng đầu của Miến Điện, nhưng không có tác phẩm nghệ thuật nào được bán với giá hơn 1.000 Mỹ Kim và hầu hết chỉ có mức giá khoảng một nửa con số đó. Nhưng hiện đang có hy vọng rằng mức giá nghệ thuật Miến Điện sẽ tăng lên khi chính phủ tiếp tục thực hiện những cải cách. Kể từ tháng 3 năm ngoái, chính quyền quân sự cũ đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, nới lỏng sự kiểm duyệt các phương tiện truyền thông và đàm phán với phong trào đối lập ủng hộ dân chủ.
Ông Nien hy vọng tất cả các nghệ sĩ sẽ có dịp trao đổi với thế giới bên ngoài, có thể tổ chức nhiều cuộc triển lãm hơn và có được nhiều cơ hội thành công hơn. Sự phấn khởi của ông Nien là một điều dễ hiểu, bởi khi Hoa Thịnh đốn bãi bỏ biện pháp trừng phạt Việt Nam vào năm 1995, những bức tranh đã được bán với giá khoảng 1.000 Mỹ Kim. Ngày nay, các tác phẩm nghệ thuật hàng đầu của Việt Nam được bán gấp 10 lần hơn. Sự quan tâm đến nghệ thuật của Miến Điện đã bắt đầu tăng cao hơn. Tại Trung tâm Nghệ thuật Thung Lũng Vàng, một trong những phòng triển lãm đầu tiên của Ngưỡng Quảng, kinh doanh đã bắt đầu gia tăng khi số lượng khách du lịch đã đông đảo hơn kể từ khi chính phủ đưa ra các cải cách vào năm ngoái. Các chủ sở hữu các phòng triển lãm quốc tế như Phòng Nghệ thuật Châu Á New York của ông Richard Strader cũng vui mừng vì những thay đổi này. Ông nói cánh cửa bị đóng trong nhiều thập niên nay đã được mở và mang một không khí trong lành đến cho cộng đồng nghệ thuật cũng như cho cả quốc gia Miến Điện. Ông Sidney Cowell, chủ phòng triển lãm nghệ thuật Á Châu, đã chuyển sự chú tâm của mình sang Miến Điện sau khi có những tác phẩm sao chép tại Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ của Miến Điện hy vọng những cải cách sẽ cho phép họ đi theo những nét cò của nghệ sĩ thành công nhất của Miến Điện là ông Minh Hoa Un. Ông Minh nổi tiếng với các bức tranh các nhà sư mặc áo choàng màu nghệ Tây với phông nền màu vàng. Người nghệ sĩ này hiện đang làm việc trên một chương trình triển lãm ở London vào tháng 5 với mỗi bức tranh trị giá vào khoảng 20.000 Mỹ Kim. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.